Nam Mô Bích Tha Giá. Đây là chương trình Phật Bích Tha Thâm Má trên mạng Internet, kênh Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông. Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Madrid từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Và con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 vật lịch 2564. Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 62, sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức. Một, cảm thọ, quê đá na tiếp theo. Biên soạn tỳ kheo Giác Đẳng và đồng giảng dạy thường tọa Giác Đẳng và ngài Tỳ Siêu. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo, và con kính nhân Bích Đến Sư ạ. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh viễn tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hước thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tay. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vận tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo, và cảm ơn Hoa Nguyệt và đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Thắng Pháp Abhidhamma, bài 62, sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức. Một, cảm thọ quê đa na tiếp theo. Dạ, đạo tràng có thấy được ngài Tỳ Siêu không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, con không thấy được ngài Tỳ Siêu trong đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và cảm ơn Trần Đạo. Và con kính nhân Mít Đến Sư ạ. Và Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu vừa quang lâm vào đạo tràng. Và chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Ngài có nghe được âm thanh của con? Con kính dâng mít đến ngài ạ. Anh đã buộc bức thai vậy. Em kính thưa quý vị, chúng ta tìm lại ở trong cái email mà Thượng Tọa Giác Đẳng gửi bài trong tuần rồi,
thì mới thấy được là chúng ta vẫn tiếp tục học về cảm thọ, một trong sáu cái cảnh quan trọng của tâm thức. Và từ trước cái ngày chủ nhật đó, thì chúng ta học thọ trong tâm cơ năng, tức là 18 tâm vô danh: nhận thức, di thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thu, thẩm tấn hay là quan sát. Chúng ta tiếp tục học thọ trong tâm bất thiện, thọ trong tâm dục giới tình hảo, thọ trong pháp tâm thiền. Rồi sau đó là chúng ta học thọ đối với thủ tánh, nhưng mà không biết là tự tôi giác đẳng sẽ giảng đến cái phần nào thọ trong tâm bất thiện thôi, hay là thêm thọ trong tâm giới tình hảo. Cái đó là do tùy trong ban điều hành sinh hoạt với nhau để xem với chúng ta đọc bài tới đâu. Bây giờ thì xin mời cô như vậy là giảng hết. Như vậy thì mời cô Nhật Hành, cô Nhật Quỳnh, cô Nhật Quỳnh đọc cho bài học, rồi sau đó xin cùng tỉnh thương tội giáo tặng giảng sư hôm nay sẽ giảng dạy. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Và kính bạch với ngài, con có hỏi đại đức Tệ Tri thì nói đọc luôn từ đầu, nhưng mà con lúc nãy con nghe ngài dẫn nhập như vậy, bây giờ con đọc từ đầu hay con chỉ đọc cái phần thọ trong tâm bất thiện ạ? Con cũng thỉnh với ngài cho con một tín hiệu. Dạ, con tri ơn thiền tội giác đẳng. Dạ, con xin phép được đọc ạ. Dạ, con tri ơn sư. Bài 62, sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức. Một, cảm thọ, về đá na. Tiếp theo, cảm thọ là một trong những lĩnh vực khó dễ tạo nhiều ngộ nhận trong Phật học. Ngay cả từ vựng Phạm ngữ, Pali, Hán ngữ, Việt ngữ đều không đủ đa dạng để chuyên chở tất cả khái niệm về thọ, mà phải sử dụng một cách trùng lặp khiến cho người học rất dễ lẫn lộn. Người học cần hiểu rõ cái gì là và cái gì không là của thọ. Về mặt này, gần như không thể lấy từ vựng Phạm ngữ để làm chứng mực, mà phải nắm rất vững cái gì đang được nói để hiểu ý nghĩa tinh xác. Trước hết, không nên hiểu thọ Vedana là phản ứng vui buồn đối với cảnh. Cảm thọ nói theo ngôn ngữ hôm nay là cảm biến của tâm thức khi tiếp xúc cảnh. Nên phân biệt rõ cảm thọ đơn thuần là cảm giác như trong Anh ngữ, chứ không phải là cảm xúc phản ứng đối với cảnh như emotion trong Anh ngữ. Phản ứng của cảm xúc theo Phật học là hành uẩn, trong lúc cảm thọ là thọ uẩn. Chữ Đức Khá thường dịch là khổ, mang nhiều ý nghĩa tùy theo phạm trù. Trong ý nghĩa rộng nhất, tất cả pháp hữu vi sankhara đều là khổ, bao gồm cả năm thọ khổ là ưu, hỷ, xả.
đều là khổ, bao gồm cả năm thọ khổ: lạc, ưu, hỷ, xả. Chẳng những thọ quẩn mà là khổ, cả năm quẩn đều khổ. Chữ khổ mang tính phổ quát, có nghĩa là cái gì bất toàn, bất toại, rộng không. Chữ đúc khá trong ba thọ bao gồm thọ khổ của thân và thọ khổ của tâm. Trong năm thọ chỉ riêng cho khổ thân trong lúc khổ tâm gọi là thọ ưu, đồ manassa. Chữ xuất khá thường dịch là lạc hay hạnh phúc, cũng là một từ vựng phức tạp. Niết bàn là xuất khá tối thượng nhưng không liên hệ gì với cảnh thọ. Xuất khá trong ba thọ chỉ có trạng thái dễ chịu, khinh khoái của thân và tâm. Xuất khá trong năm thọ chỉ cho xuất lạc của thân. Chữ xuất khá trong năm chi thiền tầm, tứ, hỷ, lạc, định không chỉ cho xuất lạc của thân mà chỉ cho trạng thái ngộ nhận. Nay hưởng cảnh, dạ con xin lỗi, con xin đọc lại, gọi nhân hay hưởng cảnh khác với hỷ và sự hân hoan. Chữ ưu bích khá trong Phạn ngữ là thuật ngữ xả, đôi khi dịch là hành xả, là một từ vựng dễ tạo nên ngộ nhận. Ưu bích khá có thể dịch là thản nhiên, như sự bình thản trong sống hàng ngày, cũng có nghĩa là sự điềm đạm khi đã quá quen thuộc, thuần thục, mà cũng có nghĩa là quân bình, không nghiêng nặng một bên. Phải hết sức cẩn thận khi đọc thuật ngữ này với sự nắm vững ngữ cảnh. Thắng pháp Abhidhamma chỉ nêu một thuộc tánh thọ, nhưng kỳ thật có năm thuộc tánh thọ: thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Thọ trong tâm cơ năng, những cặp thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, diệt thức đều là thọ xả, dù là quả thiện hay bất thiện. Vì tranh cách muội lược của các giác quan này đối với cảnh là một giải thích quan trọng của thắng pháp mà người học cần biết. Riêng cặp thân thức thì có thọ khổ và thọ lạc. Vì sự tiếp xúc của thân khi xúc chạm, tâm tiếp chỉ có thọ xả. Trong lúc tâm quan sát thì có thọ xả và thọ hỷ, là một chi tiết thú vị khác. Trong ba tâm duy tác vô nhân thì tâm sinh tiếu thọ hỷ là điều tất nhiên. Thọ trong tâm bất thiện, tâm tham có hai thọ là thọ hỷ và thọ xả, trong khi tâm sân chỉ có thọ ưu. Thì tâm si thọ xả, sự nêu rõ về thọ của tâm bất thiện cho thấy phân định rạch ròi của thắng pháp đối với tham, sân, si trên phương diện cảm thọ có phần khác với cái nhìn thường thức. Thí dụ người ta nói một người quá mê đắm cái gì đó là si mê, nhưng thực tế đó là tâm tham, mặc dù có thuộc tánh si. Thọ trong tâm dục giới tịnh hảo, các tâm dục giới tịnh hảo là những thức tâm đa năng, chỉ có hai thọ là thọ hỷ và thọ xả. Có vài chi tiết rất lợi ích về thọ trong loại tâm này, như sự bi mẫn sanh có thể sanh trong các tâm thọ xả, hai thọ xả trong tâm thiện dục giới tịnh hảo có thể kém cạnh so với tâm thọ hỷ trong sự tạo quả. Điều này khác biệt với những tâm thiền. Dạ con xin sám hối, không biết con rớt khúc nào. Dạ con xin đọc lại. Con xin đọc lại họ trong tâm dục giới tịnh hảo. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt.
Thọ trong tâm dục giới tịnh hảo. Các tâm dục giới tịnh hảo là những thức tâm đa năng. Chỉ có hai thọ là thọ hỷ và thọ xả. Có vài chi tiết rất lợi ích về thọ trong loại tâm này, như sự vi mẫn sanh có thể sanh trong các tâm thọ xả. Hai thọ xả trong tâm thiện dục giới tịnh hảo có thể kém cạnh so với tâm thọ hỷ trong sự tạo quả. Điều này khác biệt với những tâm thiền. Thọ trong các tâm thiền, các tâm sắc giới, vô sắc giới và siêu thế đều liệt kê theo tâm thiền. Trong tâm thiền có hai thọ là thọ hỷ và xả. Ngũ thiền là thọ xả, trong khi các tâm thiền sơ, nhị, tam, tứ, thọ hỷ. Một điểm nên lưu ý và tất cả tâm tứ thiền nói về thiền chi thì đã bỏ chi hỷ, nhưng tính là thọ hỷ vì còn chi lạc. Ở đây có sự khác biệt giữa thọ hỷ và chi thiền hỷ mà người học cần lưu ý. Thọ đối với các thuộc tánh. Bảy thuộc tánh tợ tha biến hành đi với cả năm thọ. Sáu thuộc tánh tợ tha biệt cảnh ngoại trừ thuộc tánh hỷ, chỉ đi với thọ hỷ. Ba thuộc tánh tầm tứ thắng giải đi với cả năm thọ. Hai thuộc tánh cần dục chỉ có ba thọ là hỷ, ưu và xả. Nhóm si phần đi với ba thọ hỷ, ưu và xả. Nhóm tham phần đi với hai thọ là hỷ và xả. Nhóm sân phần đi với thọ là thọ ưu. Nhóm hôn phần đi với ba thọ hỷ, ưu và xả. Thuộc tánh nghi hoặc chỉ đi với thọ xả. Tất cả 25 thuộc tánh tịnh hảo chỉ đi với hai thọ là thọ hỷ và xả. Ngữ và nghĩa từ kép hỷ xả ghép chung thường dùng cho các chùa như thái độ bao dung, tha thứ vốn không chuẩn xác theo Phật học. Hỷ là hòa vui với cái tốt của chúng sanh và xả là an nhiên không quá nặng một bên. Chi pháp của tứ vô lượng tâm thường nằm trong các thuộc tánh tịnh hảo, thuộc hành uẩn chứ không phải là thọ uẩn. Không nên hiểu hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm theo cảm thọ. Riêng trong năm thọ thì thọ hỷ và thọ xả không bao giờ đồng xuất hiện trong một sát đa tâm. Nên cẩn thận năm lạc trong năm thọ, sự thoải mái của thân khác với lạc trong năm thiền chi. Đây là một chi tiết cần lưu tâm vì dễ lẫn lộn. Minh Họa bản nêu chi pháp của Ngài Tịnh Sự, đặc biệt vẽ các tâm và thuộc tánh theo màu tượng trưng của cảm thọ. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức đại lược. Bài học tiếp theo sẽ là sáu nhân. Con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đạt Từ Bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ chư Phật tử siêu, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ bình thường khi mà chúng ta nói đến cảm thọ đó, thì chúng ta ít khi nghĩ rằng đây là một đề tài mà chúng ta phải tốn nhiều giấy mực, tốn nhiều thời gian để bàn thảo. Nhưng mà đối với Thắng Pháp Abhidhamma, khi mà chúng ta đi sâu vào cảm thọ, thì ở đó cho chúng ta biết rất nhiều những khía cạnh quan trọng liên quan đến Phật Pháp và liên quan đến đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Thưa quý vị, bài học kỳ rồi chúng ta nói về cảm thọ là một ở trong sáu cái khía cạnh quan trọng của tâm thức. Và khi nói đến khía cạnh đầu tiên là về cảm thọ đó, thì Thiền Tọa Từ Siêu và chúng tôi đã
đi qua phần nói về cảm thọ và các tâm cơ năng. Và thú vị nhất là trong các tâm cơ năng có ngũ song thức, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Vì cái cảm thọ của những cái tâm cơ năng này đó, cho chúng ta biết rất nhiều về những lời dạy của Phật Pháp nói chung và Thắng Pháp đối với cái thế giới cảm thọ của chúng ta. Ngày hôm nay thì chúng ta bước qua những thứ tâm còn lại. Đây là một đề tài dài. Chúng tôi hy vọng rằng Đạo Tổ Sư và chúng tôi có đủ thời giờ để nói hết về những điểm này. Và chúng tôi cũng mong rằng quý Phật tử cũng sẽ lưu tâm nhiều. Thưa quý vị, chúng ta nói về tâm bất thiện. Có lẽ là một cái từ vựng mà chúng ta nghe rất nhiều về 12 tâm bất thiện. Đó là chữ phiền não. Khi lê sát là phiền não. Nói đến phiền não đó, nếu mà quý vị sống ở trong chùa thì chữ phiền não nó đồng nghĩa với cái gì mà không có vui, cái gì mà xào xáo lộn xộn, cái gì mà làm cho tâm tư của chúng ta trở nên bất an. Và đụng đến phiền não đó thì thông thường chúng ta có cái cảm giác là chúng ta có cái cảm tưởng là ồ, đó là cái chuyện hoàn toàn không có gì là hạnh phúc. Ví dụ như trong cuộc sống vợ chồng hạnh phúc thì không có phiền não, mà có phiền não thì không hạnh phúc. Dĩ nhiên là cái hiểu đó là nó hiểu nó chung chung ở bên ngoài lắm. Nó không có chuẩn xác khi mà chúng ta nói về hạnh phúc, nói về đau khổ, nói về phiền não. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà nói đến phiền não đó thì trong Thắng Pháp cũng dạy rằng phiền não có cả bốn cảm thọ. Bây giờ từ khúc này trở đi á, thì quý vị đừng nhớ đến cái thọ gọi là thọ khổ nữa, thọ khổ thọ lạc nữa. Thọ khổ thọ lạc nó thuộc về thân. Giống như về thân thức, hôm qua chúng ta nói thọ khổ thọ lạc, ngày hôm nay chúng ta nói về thọ ưu và thọ hỷ xã. Ưu hỷ xã là ba thứ thọ mà nó thuộc về tâm đó. Thì bây giờ khi mà mình nói về phiền não, mà đã là phiền não mà cũng có thọ hỷ sao? Nhưng mà cái thọ hỷ ở trong phiền hại não đó, nó dễ làm cho người ta nhầm lẫn với điều rất là quan trọng. Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc. Đây là một ở trong những vấn đề lớn khi mà chúng ta đụng đến đến tâm lý. Ví dụ như một người có cảm giác rất là khoái trá, có cảm giác rất là khoái trá đối với một cái hành động bất thiện như là đánh đập người khác, hay là ăn cắp của người khác, hay là giả là sung sướng khi nghĩ là kẻ thù của mình đang bị đau khổ chẳng hạn. Thì chúng ta nhớ rằng cái niềm vui đó, và cái niềm vui đó nó là một thứ cảm thọ mà trong Phật Pháp đó gọi là thọ hỷ. Và cái thọ hỷ này nó không phải là một thứ hạnh phúc như là nhiều người chúng ta nghĩ. Ví dụ như chúng ta
Họ gọi đó là, nhưng mà phải có chừng. Dạ, phải có chừng rất là cẩn thận. Đó là một thứ thọ hỷ ở trong tâm tham. Và tâm tham, thọ hỷ này, nó cũng là một thứ phiền não, chứ nó không hẳn là một thứ hạnh phúc như là nhiều người trong chúng ta thường nghĩ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ở trong đó nó đi với si, là vô minh. Nó đi với tham, là sự dính mắc. Và cái sự dính mắc đó, nó có cái nó có cái khổ của nó. Thí dụ như là mình càng dính mắc với cái đó, mà cái đó nó giảm thiểu hay nó mất đi, thì chúng ta khổ rất là nhiều. Tại ra trong cái lĩnh vực kinh tế đó, người ta nói rằng có nhiều thứ mình không thể chỉ xác định cái giá trị bằng cái mặt ở bên ngoài, được gọi là face value. Và face value giống như là mình thấy trái cây ngon đó, mình không thể nào mình đánh giá trái cây ngon đơn thuần là cái vỏ, cái màu ngoài. Có những trái rất là xấu nhưng mà nó lại rất là tốt, ăn rất là ngon. Nhưng mà trái lại có những thứ trái cây rất là ngon, nhìn ở bên ngoài nhưng lại quá đi. Thì những cái cảm thọ, thọ hỷ và thọ xả đối với phần đông chúng ta đó, đó là một cách đánh giá về hạnh phúc. Dạ, chúng ta cho rằng ồ, đó là hạnh phúc. Nhưng mà theo lời dạy của Đức Phật, và riêng ở trong Thắng Pháp đó, thì chúng ta biết rằng cảm thọ là cảm thọ. Rằng trong cả 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, thì chúng ta đều gọi là kilesa, là phiền não. Phiền não là cái gì đó mà làm xáo trộn, làm vẩn đục, làm bẩn nhơ nội tâm của mình. Bởi vì nó có những cái chất liệu như là si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân tật, lệnh hối, hung trầm, thiên nguyên, hoài nghi. Và do vậy, cho dù là những thuộc tánh này, nó đi về thọ hỷ, thì cái thọ hỷ đó, đó, nó chỉ là một cái vỏ đẹp của một thứ trái cây đắng, trái cây độc, trái cây chua. Mà cái thọ hỷ đó, nó không có nghĩa là bình phương với hạnh phúc. Nó không có nghĩa là chúng ta không thể gọi đó là, chúng ta không gọi nó là hạnh phúc được. Thì thưa quý vị, chúng ta bước sang một cái việc thứ, một cái yếu tố thứ hai về cái cảm thọ. Đó là cái tâm sân á, sự phẫn nộ, bực bội, khó chịu, thì nó chỉ có một thứ thọ duy nhất, đó là thọ ưu. Đó là thọ ưu thì chúng ta biết rằng nó chẳng có gì để thích thú với thọ ưu hết. Nhưng mà chúng ta hay lầm lẫn, rất dễ lầm lẫn cái thọ ưu này với cái cảm giác thỏa mãn. Thí dụ như là chúng ta ghen ghét một người nào đó. Khi mình nói ghét á, là mình nói đến khi mình nói ghét là mình nói đến tâm sân, không bằng lòng, không hài lòng với đối tượng. Khi mà chúng ta nói ghét đó, là chúng ta không thích cái gì đó. Và trong cái ghét đó, đôi khi nó hận, rồi nó dẫn đến cái chuyện gọi là đã nư, rồi đó, thế này thế kia, thì cái câu chuyện nó dài lắm. Nhưng mà căn bản trong cái ghét đó, nó là thọ ưu. Phẫn nộ nó là thọ ưu. Và không có gì để nói rằng
ở trong tâm sân á, mà có thọ hỷ được. Mặc dù bình thường chúng ta nghĩ rằng à, khi mình nhắc ai mà người đó bị cái gì đó thì mình cảm thấy khoái trá, cảm thấy hạnh phúc, thì như vậy là tâm sân có thọ hỷ. Nhưng không, cái cảm giác mà khoái sau đó là một chuyện khác. Và cái gọi là tâm sân nó là một chuyện khác. Thành trong thắng pháp á, xác định rất là rõ là tâm sân chỉ có một thứ thọ thôi, là thọ ưu. Rồi thưa quý vị, chúng ta lại nói đến một thứ tâm khác, cũng là phiền não, chúng ta gọi là tâm tham. Xin lỗi, tâm si. Thì tâm si á, nó cũng chỉ có một thứ duy nhất là thọ xả. Si thì nó cũng là một trạng thái mà rất là dễ làm cho chúng ta ngộ nhận. Chúng tôi nhắc quý vị một điểm là khi mình học thắng pháp á, cái thuộc tánh si nó ảnh hưởng với chúng ta nhiều hơn là tâm si. Tâm si chỉ có hai, đó là tâm si hoài nghi và tâm si dao động. Thì tâm si hoài nghi và tâm si dao động đó, trên phương diện mà ảnh hưởng phát tác đó, thì tâm si nghi hoặc và tâm si dao động đó, nó không có ảnh hưởng lớn như là thuộc tánh si. Trong ý nghĩa là thuộc tánh si có mặt ở trong tất cả tâm bất thiện. Tâm si á, nó tương đối là, dĩ nhiên trong tâm si nó có thuộc tánh si đó, nhưng mà thuộc tánh si đó nó lại nói lên một cái vai trò đặc biệt và quan trọng hơn, như là chúng ta đã đi qua nói về si là vô, thuộc tánh si là vô minh. Về cái này thì quý Phật tử nên cẩn thận. Chúng tôi nói là người học Abhidhamma nên nhớ rằng cái tâm si hoài nghi hoặc và tâm si dao động đó, nó khó cái ảnh hưởng lớn đến tất cả các tâm bất thiện như là thuộc tánh si, và ảnh hưởng đến toàn bộ luân hồi sinh tử như thuộc tánh si. Thật ra tâm si á, thì nó chỉ là thọ xả. Chứ tôi muốn nói đến một cái khía cạnh sau cùng về thọ và về cảm thọ và tâm bất thiện, đó là theo trong thắng pháp á, thì chúng ta có 8 tâm tham, 4 tâm tham thọ hỷ và 4 tâm tham thọ xả. Thì thưa quý vị, khi mà đề cập đến cái khả năng tạo quả đó, thì những tâm thọ hỷ nó có quả, nó tạo quả nặng hơn là những tâm thọ xả. Điều này có nghĩa là như vậy, cũng làm một việc bất thiện như là trộm cắp, nhưng mà trộm cắp bằng tâm vui mừng ấy, thì cái quả nó nặng hơn là làm bằng cái tâm mà không có hân hoan vui mừng nhiều. Tại vì nó ảnh hưởng, cái thọ hỷ nó ảnh hưởng đến một cái mà chúng ta gọi là chetana. Chetana tức là
tư tâm sở. Là tư tâm sở hay là cái gì, chú tâm tạo tác. Thì cái chú tâm tạo tác đó, thì thứ gì nó lại đi với, nó lại đi với cái mà chúng ta gọi là chúng ta nhắc nó là tạo nghiệp đó. Bởi vì phương diện tạo nghiệp đó, thì nó nặng hơn nhiều lắm. Và do vậy ở trong tâm bất thiện, riêng đối với tâm tham, thì chúng ta biết rằng có hai thứ cảm thọ, thọ hỷ và thọ xả. Thì những tâm nào mà đi với thọ hỷ thì nó tạo quả nặng hơn là những tâm đi với thọ xả. Bây giờ chư Phật tử chúng ta quay sang chúng ta đi tiếp theo một cái loại tâm khác ở trong tâm dục giới, gọi là dục giới tịnh hảo. Thì tâm dục giới tịnh hảo này là một thứ tâm tốt. Hồi nãy giờ chúng ta nói về tâm bất thiện, bây giờ chúng ta nói đến tâm dục giới tịnh hảo. Ở vị nào mà đọc lại bài học thì mới biết là cái tâm này chúng ta gọi là những tâm đa nhiệm, biết nhiều cảnh, làm nhiều việc, cho nhiều quả. Tâm dục giới tịnh hảo thì gồm có tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới tịnh hảo và tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Tâm quả dục giới tịnh hảo thì có nhiều chức năng, nhưng mà chúng ta không nói nhiều ở đây, tại vì khi mà chúng ta học về 14 cái chức năng á, thì chúng ta sẽ nói về vai trò của tâm quả này nhiều. Nhưng mà hôm nay á, thì đặc biệt là chúng ta nói với đến tâm thiện dục giới tịnh hảo, là đề cập đến cái tâm thái mà thường có của phàm phu và các vị thánh hữu học. Trong đó tâm duy tác đó là đóng vai trò là cái tâm được xem như là cái đời sống hàng ngày của chư vị A-la-hán. Thì thưa quý vị, nói đến những thứ tâm này đó, thì chúng ta lại bắt gặp là hai cái cảm thọ quen thuộc, là thọ hỷ và thọ xả. Và chúng ta nói về tâm đại thiện dục giới tịnh hảo là cái tâm của tâm tịnh hảo và của phàm phu trong đời sống hàng. Ví dụ như quý Phật tử đang nghe pháp và đang học hỏi đây, quý vị nghe vào tâm thiện dục giới tịnh hảo, thì trong tâm thiện dục giới tịnh hảo nó có hai cái, nó có hai cái trạng thái. Đó, hai cảm thọ đó là thọ hỷ và thọ xả. Thọ hỷ và thọ xả. Thọ hỷ được xem như là cái cảm giác hân hoan, cái cảm thọ hân hoan. Vui mừng. Ví dụ như là quý Phật tử lần đầu tiên vào trong lớp học để nghe pháp, thấy được rằng tự nhiên có một cái đạo tràng ở đâu đó trên online mà quý vị có thể gặp chư tăng hàng ngày nghe chư pháp, như quý Phật tử thuyết pháp thì hoan hỷ quá, đó là tâm thọ hỷ. Nhưng mà có những vị đã sinh hoạt ở trong room 20 năm rồi, quý vị đã quen rồi, thì cũng nghe pháp, cũng nghe bằng tâm thiện,
nhưng mà cái tâm nó lại bình đạm hơn, nó không có hân hoan, không có sôi nổi như là mới ngày Pháp. Cái đó chúng ta gọi là tâm thọ xả. Thưa quý vị, thì cái cảm thọ ở trong tâm thiện đó, nó cũng là một điều dễ bị chúng ta hiểu lầm. Cái hiểu lầm ở đây là chúng ta hiểu rằng đó là một thứ hạnh phúc, là quả của tâm thiện, mà gọi là hiện báo nghiệp. Nhưng mà chúng ta đừng lầm nó với một cái mà gọi là hưởng thụ quá trình. Hưởng thụ quá trình có nghĩa là khi mà chúng ta làm điều thiện đó, thì chúng ta rất là hoan hỷ. Do sự hoan hỷ đây mà khi quý vị ngồi thiền nghe Pháp hay hoặc giả là làm phước, mình thấy trong lòng hân hoan. Cái hân hoan, cái vui của tâm thiện đó, nó không phải là một thứ mà gọi là hiện báo nghiệp. Dạ, nó không phải là hiện báo nghiệp. Nó không phải là cái quả trổ sanh. Vì thưa quý vị, khi mà mình học về tâm, mình học về 14 chức năng của tâm đó, thì chúng ta sẽ nói về chức năng của tâm quả. Tâm quả làm những công việc như là tục sinh, tiệm thức, bệnh chung, rồi một vài cái phần hạnh khác. Nhưng mà căn bản mà nói đó, thì khi mà chúng ta đọc ở trong Kinh Pháp Cú là nay vui, đời sau vui, người thiện hay đời vui, vui với việc thiện mình làm và sanh vào cõi thiện vui hơn, thì chúng ta phải coi chừng cái vui đó, cái thọ hỷ đó, nó không phải là một thứ quả, mà nó chỉ là một thứ hưởng thụ quá trình. Thì chúng ta sẽ học vào tháng Pháp với cái phần sau này của giáo trình ở trong các khóa, chia pháp nào là nhân, pháp nào là quả, pháp nào là không nhân không quả, thì chúng ta sẽ thấy rõ có những cái cảm thọ đó là nhân, có cảm thọ nó là quả, có cảm thọ không nhân không quả. Thì khi mà mình đề cập đến cảm thọ, thọ hỷ và thọ xả, mình phải chú ý đến điểm này. Và rồi thưa quý vị, nó có những điều mà liên quan đến tâm thiện và tâm duy tác đó, mà chúng ta nên hiểu đó là bi và tùy hỷ. Bi tức là sự cảm thông trước nỗi khổ của người khác. Tùy hỷ là mình hòa theo, hòa vui cho cái hạnh phúc của chúng sanh khác. Nhưng mà bi và tùy hỷ á, nó lại tạo cho chúng ta một cái hiểu lầm về cảm thọ. Và ví dụ như là mình nói bi, ở trong ngôn ngữ và trong cách nói đó, thì bi nó cũng có vẻ như là mình buồn giùm người ta, giống như mình phấn ưu chỉ buồn, hay chữ bi trong chữ bi lụy là bi trong bi thương. Thì cái tâm bi nó không thể tâm hỷ được. Đó là cái nhìn của tường thức. Nhưng mà cái nhìn của Phật học đó, thì cái sự đau khổ dùng cho người khác, đau khổ thay cho người khác, nó không phải là tâm thiện. À, Ngài Lan Ra Ngài dùng cái cách diễn tả là kẻ thù gián tiếp của tâm bi, đó là sự sầu khổ. Mình thấy người khác khổ, mình khổ theo đó, thì cái khổ đó là kẻ thù gián tiếp. Tại vì cái khổ đó, cái sự khổ khó chịu đó là tâm sân. Giống như người ta nói là nửa đường gặp chuyện bất bình thì ra tay nghĩ hiệp.
Nhưng gặp chuyện bất bình mà gặp chuyện bất bình rồi mình nổi cơn giận dữ bất bình nữa đó, thì đó là mình lấy tham sân đối xử với tham sân. Thành ra cái tâm bi mà ở trong tâm thiện đó, nó không đồng nghĩa với thọ ưu. Cái tâm bi ở trong tâm thiện đó, nó không đồng nghĩa là nó phải là cái tâm thọ xả. Mà tâm bi ở trong tâm thiện đó, nó là có thọ xả và thọ hỷ. Bởi vì ở trong tiếng Thái thưa quý vị, cái chữ mà please là vui lòng trong tiếng Anh đó, xin vui lòng giúp hay xin vui lòng cho cái gì đó, thì họ dùng cái chữ karuna. Karuna là xin vì cái tâm bi mẫn, vì sự bi mẫn và giúp cho cái này giúp cái kia. Thì điều đó không có nghĩa là mình nói người khác khổ giùm cho mình, không phải. Mà chữ karuna đó có nghĩa là người khác họ giúp cho mình, và mình có thể giúp cho người khác bằng tâm thọ xả và giúp cho người khác tâm thọ hỷ, chứ không phải mình giúp cho người khác bằng tâm thọ ưu. Hay là mình mong cho người khác bớt khổ và mong cho người khác bớt khổ bằng tâm thọ ưu, và mong người khác bớt khổ bằng tâm phiền não, không phải vậy. Chúng ta nên rất là cẩn thận về điểm này, cẩn thận lắm. Và cái chuyện mà gọi là vui theo phước báo của người khác, thì ở đây nó lại mang cái ý nghĩa là nó không nằm ở trong cái gọi là cảm xúc, cảm thọ hỷ đâu. Chúng tôi lấy một ví dụ như là chúng tôi ở gần với Ngài Hòa Thượng. Ngài là một người mà không bao giờ đố kỵ, ganh tị với người khác. Khi mà Ngài thấy sư Giác Nguyên học Pali rất giỏi, Ngài khen. Ngài khen. Mà Ngài khen có nhiều khi Ngài khen như vậy, thưa quý vị, Ngài nói rằng có những cái chỗ lắc léo ở trong tiếng Phạn mà sư đọc, mà sư thấy khỏi suy nghĩ, mà Giác Nguyên đọc thấy liền. Thì cái thái độ của Ngài đó là thái độ tùy hỷ của một người lớn, nhưng mà không phải là vui mừng nhảy nhót hân hoan, phải vậy. Cái mà mình vui theo cái tài, vui theo cái hạnh phúc, vui theo cái thành công, vui theo cái tốt của người khác á, nó không nhất thiết là phải là sự hỷ hả, cái sự vui mừng, mà nó có khi nó bằng cái thái độ bình đạm nữa. Nhưng mà mình chẳng những mình chấp nhận, mình khuyến khích và mình đề cao bằng tâm xã. Chúng tôi muốn quý vị nghe kỹ về điểm này rồi. Bi và tùy hỷ đó, nó không có lệ thuộc vào cảm thọ hỷ và thọ xã. Chúng ta phải để ý. Có nhiều người á, hay nghĩ rằng bi mẫn á, là xót thương đau khổ người khác thì cái tâm mình phải buồn, và tùy hỷ á, là tâm mình phải vui. Phải vậy. Tùy hỷ có thể tùy bằng tâm thọ xã được. Và rồi theo trong thắng pháp á, thì cũng giống như tâm bất thiện, tâm thiện dùng giới thọ hỷ đó, mà tâm nào mà bằng tâm thọ hỷ thì nó có phước nhiều hơn là tâm thọ xả. Cái này là cái khác biệt giữa tâm thiện và tâm thiền. Hồi nãy khi chúng ta nghe bài đọc á, chúng ta đọc lộn được chữ sau là tâm thiền chứ không phải là tâm thiện. Tâm thiền tức là những cái tâm sắc giới, vô sắc giới, và làm như thế là tâm thiền hay tâm đáo đại. Thì trong tâm thiền á, thì cái tâm nào thọ xả đó là trình độ cao, nhưng mà ở trong tâm dục giới á, mà tâm thiền dục giới đó, tâm nào thọ hỷ á, thì lại tạo nhiều phước. Ví dụ như quý vị cúng dường cho cha mẹ một món đồ gì đó, và mua cái áo cho cha cho mẹ, mà mua với tâm thản nhiên ấy, nó không có phước bằng nhiều với cái thân quan hỷ. Dạ, mình mua cha mẹ một tâm quan hỷ. Cái này là nó sự khác biệt giữa cái cảm thọ đối với tâm thiện và tâm thiện, khác biệt của nhau. Chúng tôi nhắc lại là trong tâm dục giới đó, thì cái tâm thọ hỷ, tâm thiện thọ hỷ đó, nó cho cái phước nhiều hơn là tâm thiện thọ xả. Dĩ nhiên là cái sự so sánh này đó, nó khập khiễng lắm, nó chỉ khuyến diện thế nhiều, còn tùy vào hữu trợ vô trợ, tùy vào hợp trí ly trí nữa. Nhưng mà căn bản trên phương diện đơn cử ra đó, thì hợp trí có phước nhiều hơn ly trí, vô trợ phước nhiều hơn, và thọ hỷ phước nhiều hơn thọ xả. Nhưng mà trái lại trong tâm thiền
như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó, thì cái thiền nào thọ xả là ngũ thiền à, thì nó cao hơn là bốn thiền kia. Về điểm này quý vị nên nhớ. Bây giờ thì chúng ta bước qua một cái phần tiếp theo nói về các cái tâm thiền hay tâm đáo đại. Như chúng ta biết rằng thiền chứng đó, đó là những cái trạng thái tâm tinh luyện. Tinh luyện tức là có được cái sự tập trung cao độ, tập trung như ý, tập trung tự tại. Bây giờ chúng ta có thể phân biệt giữa cái tâm thiền và tâm không thiền. Như chúng ta đó, cái tâm của chúng ta tâm không thiền thì chúng ta không điều khiển nó được. Và chúng ta đi ngủ á, mình muốn cái tâm mình nó thư giãn thì nó chịu thư giãn, nó cứ trằn trọc. Mà buổi sáng á, mình muốn cái tâm mình hưng phấn để mình làm việc á, thì tâm mình quẩy quải. Lúc tâm mình muốn nó vui thì nó lại buồn, lúc buồn thì nó lại vui. Thì đó là cái nhược điểm lớn nhất của tâm dục giới, gọi là tâm không thiền. Nhưng mà gọi là tâm thiền đó là cái tâm mình có thể xuất nhập tự tại, ra vào một trạng thái nào đó tự tại. Thí dụ là bây giờ muốn mình chứng sơ thiền, mình muốn nhập vào sơ thiền, muốn xuất sơ thiền, thì mình nhập xuất như ý muốn của mình. Muốn ăn trú vào tâm nào thì ăn trú vào tâm đó, gọi là tâm thiền. Cái thiền này đó thì ta gọi là tam muội định hay samadhi, là cái sự tập trung đó, nó được thuần thục, được tinh luyện. Và sự tập trung tinh luyện đó nó gồm có năm cái chi phần, là tâm, là hướng tâm một cách tự tại, tứ là kháng khích áp sát với đối tượng một cách tự tại, hỷ là hân hoan với cái đối tượng, lạc là sự hướng cảnh gọi dừng đối với đối tượng, và định là sự bền bỉ an trú trên đối tượng. Thì năm cái chi phần tâm tứ hỷ lạc định này đó, ngoài cái việc mà xua tan năm cái truyền cái là tham dục, sân độc, hôn thủy, tào hối và nghi hoặc ấy, thì năm cái chi thiền này nó còn cho chúng ta một cái sự gọi là thuần thục, tự tại, xuất nhập như ý. Khi mình chưa xuất nhập như ý thì nó chưa phải của mình. Nó tương tự như vậy, chúng quý vị. Thí dụ thì nó khó, nhưng mà chúng tôi lấy cái ví dụ trong đời sống của mình là nếu mà mình cũng biết về thơ văn, mình biết làm thơ, nhưng mà mình không có phải là một thi sĩ hay là phải làm thơ liền đó. Đôi khi cái thế giới thơ nó hiện về cho mình đó, nó phải là một cái sự cảm hứng, hay là phải suy đi nghĩ lại, phải nhiều thứ mới thể dập thơ được. Nhưng một người mà họ đã làm thơ quen rồi đó, họ thể nhập vào thế giới của thơ rất là nhanh. Cái đó chúng tôi nói thí dụ rất tạm thôi. Nhưng mà ngay cả một vị thi sĩ thể nhập vào thế giới của thơ đó, nó cũng còn chậm so với một cái vị có khả năng thể nhập vào thế giới của thiền. Một cái gì đó mà chúng ta tập nhiều, tinh luyện nhiều đó, thì chúng ta xuất nhập tự tại vào trong cảnh giới đó. Thì khi mà nói đến điều này đó, thì ở trong thiền nó có một cái trạng thái mà rất là quan trọng, đó là phi trí, là hỷ. Hỷ là sự hân hoan đối với cái đề mục, đối với cảnh. Sự hân hoan này tạo cho hành giả cảm thấy thoải mái. Ví dụ như quý Phật tử mà mới ngồi thiền, quý vị cảm thấy ngồi một tiếng hồ lâu lắm. Mới ngồi thiền có đôi khi mình cảm thấy rằng ngồi thiền nó là sự bắt buộc. Ban đầu mình cũng muốn đương thiền, nhưng mà đến đó thì mong cho hết giờ ngồi thiền, hết khóa thiền. Nhưng mà rồi sau một hai ngày mình ngồi đó, mình vượt qua cái trạng thái khó chịu đó, tự nhiên mình cảm thấy mình rất là thích ngồi thiền, rất có hỷ ngồi thiền. Ngày nào ngồi thiền càng nhiều tiếng càng tốt, càng nhiều buổi ngồi tốt. Thì từ cái chuyện thích ngồi thiền qua ngồi thiền đó, thì lúc đó chúng ta có cảm nhận được phần nào cái gọi là hân hoan. Nhưng cái hân hoan đó nó chỉ là sự hân hoan, tôi thấy cái là sơ khởi thôi. Hân hoan đến lúc mức nào đó đó, mà mình càng mình cảm thấy hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn khoan hỷ. Chúng tôi lấy ví dụ là một cái người mà lớn tuổi mà họ không có thích máy móc á, ban đầu biểu họ xài cái iPad họ chán lắm,
họ thấy máy móc họ sợ, nhưng mà khi họ xài quen rồi tự nhiên họ thích bù bù, họ lấy iPad rồi họ coi, họ làm này làm kia, thì lúc bây giờ thì cái sự hân hoan đó gọi là hỷ. Nhưng mà khi nào mà còn có cái sự hân hoan phấn khích đối với cảnh thì cái cảm giác đó tương đối nó còn thô. Cho đến khi nào mà nó không còn có sự phấn khích nữa, mà nó đạt đến trạng thái gọi là điềm đạm, một cái sự điềm đạm mà trong kinh gọi là xả niệm lạc trú đó, thì đó gọi là xả. Thì cái xả mà ở trong thiền định, cái thọ xả đó, cái xả đó nó là một cái sự quân bình, nó là một sự điềm đạm, và nó là một sự thành tựu rất lớn. Dạ, thành tựu rất là lớn ở trong thiền định. Thật ra trong tâm thiền đó, thì cái tâm thiền thọ xả, tức là ngũ thiền đó, nó cao hơn những tâm thiền thọ hỷ, là sơ dị tam và tứ. Thì ở đây khi mà một người học thắng pháp á, dù là đối với các tâm cơ năng, hay là tâm bất thiện, hay là tâm dục giới tịnh hảo, hay là các tâm thiền, thì quý vị có nhiều điều mà liên quan đến cảm thọ để chúng ta nói lắm. Và khi mà chúng ta thấy điều đó thì mình hiểu tại sao cảm thọ nó là một ở trong sáu cái khía cạnh quan trọng của tâm thức mà chúng ta phải để ý đến. Bây giờ thì Bạch Thượng Tọa Từ Sư thường thỉnh, không biết Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Từ Sư nghe được, xin cung thỉnh Thượng Tọa giảng cho phần tiếp theo. Một lực già già kính cung thỉnh Thượng Tọa Từ Sư. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Phật Pháp Tăng. Kính chào Chư Tôn Đức và Tăng, chào tất cả quý Tôn Nữ, quý Phật Tử. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nói đến thọ ở trong các loại tâm, một điều mà chúng ta phải nhớ, mặc dù tên gọi giống nhau nhưng mà cái tính chất nó có khác nhau. Thí dụ thọ hỷ thọ xả ở trong tâm bất thiện nó khác thọ hỷ thọ xả ở trong tâm vô nhân. Rồi thọ hỷ thọ xả trong tâm vô nhân nó lại khác cái thọ hỷ thọ xả của tâm tịnh hảo dục giới. Rồi thọ hỷ thọ xả trong tâm tịnh hảo dục giới nó khác hơn là thọ hỷ thọ xả ở trong các cái tâm thiền. Nó khác nhau như thế nào? Ở đây thưa quý vị, chúng ta nói đến hai, tức là thọ hỷ thọ xả ở trong tâm dục giới thì bao giờ thọ hỷ đó nó cũng đi kèm với, nó tương ứng, nó đồng sanh với hành quẩn vi tí, tức là cái thuộc tánh hỷ. Không có trường hợp nào mà thọ hỷ ở
trung tâm dục giới mà lại đi riêng một mình. Trong khi đó thì đối với cái tâm thiền, thiền sắc giới, thọ hỷ và tâm siêu thế thọ hỷ, thì ở đây khi chúng ta nói đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, thì nó là thọ hỷ, câu hành hỷ, somanassasahagatang, và nó đồng sanh với vị trí. Nhưng cho đến tứ thiền thì ngọc dầu cũng còn đồng sanh với thọ hỷ, chúng ta lấy cái tên gọi là thọ lạc. Nhưng mà tứ thiền thì đã vô hỷ, apitika, nó là apitika, và chỉ có tâm thiền thì mới có thể tách rời giữa cái cảm thọ, giữa thọ quẩn hỷ, hỷ thọ quẩn và hỷ hành quẩn. Bởi vì muốn tách rời như vậy thì phải là một tâm thiền đặc biệt. Thế những cái tâm thiền mà thuộc về Hinathamma, tức là cái pháp ti hạ, hay là Barittathamma, Barittathamma là cái pháp hy thiểu như tâm dục giới chẳng hạn, thì hỷ đó không thể nào mà có được, không thể nào mà ly hỷ được. Còn khi mà tu tập thuần thục thì càng thuần thục là càng bớt đi. Chúng ta cũng sẽ lấy cái ví dụ một người khi mới thành công trong công việc, lần đầu thành công trong công việc, thì người đó vui mừng hớn hở, chẳng những là tâm khoan khoái mà còn có sự hớn hở ra mặt. Chúng ta ví dụ cái tâm khoan khoái đó là thọ hỷ somanassa, và hớn hở ra mặt là vị trí. Nhưng mà cho đến một thời gian lâu, thời gian dài, cái sự thành công đó, cái sự thành công trong công việc đó, riết rồi họ cũng quen. Khi mà quen dần như vậy thì cái sự thành công đến với họ mỗi ngày quen rồi, thì họ chỉ còn có cái tâm khoan khoái, nhưng mà không còn có cái sự hớn hở ra mặt. Chúng ta ví dụ cũng giống như trong cái giai đoạn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì cái giai đoạn đó cái tâm thiền thọ hỷ mình nó có pháp hỷ nữa. Còn khi lên đến tứ thiền thì chỉ còn thọ hỷ nhưng mà không có pháp hỷ.
cũng như thọ xả vậy. Thọ xả trong tâm bất thiện á, thì thọ xả đó là cái sự thờ ơ, cái sự lãnh đạo, nó khác với cái thọ xả của cái tâm dục giới tình hảo. Thọ xả tâm dục giới tình hảo nó có tính tích cực hơn, là không phải là một cái sự thờ ơ, cái sự lãnh đạo đối với cảnh, mà để giữ ở cái mức độ là không vui không buồn, cho nên là thọ xả. Nhưng mà thọ xả của ngũ thiền thử đi, nó lại là cái trạng thái tinh vi của thiền chứng. Cái trạng thái tinh vi của thiền chứng đó, đầu thì còn hỷ lạc với tầm tứ, kế đó hỷ lạc bỏ tầm còn tứ, rồi kế đó là hỷ lạc bỏ luôn cả tầm tứ. Nhưng mà còn hỷ vi tí, đến cái tâm tứ thiền thì chẳng những bỏ luôn cả tầm tứ, bỏ luôn cả hỷ, chỉ còn có lạc mà thôi. Chúng ta nhớ những cái giai đoạn về rồi cao hơn, tức là còn lạc vẫn còn thô, do đó đạt đến cái thiền chứng cao hơn đó, thì lúc bây giờ là thọ xả. Thọ xả này nó khác với xả của, nó khác cái trạng thái xả của thọ xả ở trong cái tâm tịnh hảo dục giới, và nó hoàn toàn khác biệt đối với thọ xả ở trong tâm bất thiện. Khi chúng ta học về dược pháp, mặc dù chúng ta học về những con số, trước hết là chúng ta nhớ về những con số đó, nhưng mà sau đó là chúng ta phải hiểu được những cái cảm giác thọ ở trong các cái tâm. Khi mà chúng ta có cái sự phân biệt được, nhận thức được thọ trong các tâm nó có những cái điểm sẽ khác, thì tự nhiên lúc đó chúng ta nhớ bài nó dễ dàng. Thì thưa quý vị, ở trong ở trường bộ kinh, cái bài kinh Đức Thích Sở Phất Sakabadha, là những câu hỏi của Đức Trời Đức Thích đã bạch Hải Phật. Về một vị tỳ kheo, thế nào gọi là thành tựu thu thúc môn quyền?
thì Đức Phật Ngài đãi thích Này Thiên Vương cảnh sắc cảnh thinh khí, vì cái xúc của nó có hai loại, một loại nên ứng dụng và loại không nên ứng dụng. Rồi thọ có ba loại, tức là thọ khổ, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Thọ ưu có hai loại, một loại nên ứng dụng và một loại không nên ứng dụng. Thọ hỷ có hai loại, loại nên ứng dụng, không nên ứng dụng. Và thọ xả cũng có hai loại, loại nên ứng dụng, không nên ứng dụng. Cảm thọ nó câu sanh với tâm, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng là cảm thọ hệ tâm sanh khởi có cảm thọ thì đó là cái chuyện thường thôi, nhưng không thôi, nó có một cái tính chất rất là quan trọng trong cái việc tu tập. Bởi vì chúng sanh khi mà cảm thọ thì thọ đó nó có thể duyên cho, như chẳng hạn như duyên cho ái chẳng hạn, thì trong trường hợp này nó lại nghiêng về phía bất thiện. Thọ duyên ái nghiêng về phía bất thiện. Còn đối với một người tu tập, người mà hiểu biết đó, thì chúng ta chọn lựa những cảm thọ nào khổ lạc ưu hỷ xả, hay là khổ lạc phi khổ phi lạc. Thọ nào làm cho thiện pháp được tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thì thọ đó là nên ứng dụng, nên sanh khởi tiếp. Còn nếu thọ nào làm cho bất thiện pháp tăng trưởng và thiện pháp bị suy giảm thì cái thọ đó là không nên, không ứng dụng. Acevitappa, mặt khác chúng ta cũng nên biết rồi, trừ ra có thọ ở trong cái tâm vô nhân, nhận thức, chỉ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thâu và quan sát, thì thọ đó nó thuộc về quả, cho nên mình sửa không được, mình không có chủ động được. Còn ngoài ra thì có những thọ nên từ bỏ. Mahatapa đó là thọ trong tâm bất thiện. Còn thọ ở trong tâm thiện dục giới, như thọ hỷ là xã của thiện dục giới, thì thọ đó cần phải tu tập. Còn thọ ở trong các cái tâm thiền sắc giới, vô sắc giới, siêu thế, thì thọ đó là những thọ mà
nó ảnh hưởng đến những cái pháp khác. Thí dụ như khi một người niệm đề mục tu tập thiền, đạt đến cái thiền chứng đơn thiền, nhị thiền, tam thiền, thì lúc đó cái thọ hỷ hay thọ xả thọ hỷ hay thọ lạc những thọ đó là tùy theo duyên của thiền định, hệ tu đạt đến cái mức độ nào thì cảm thọ nó có cái sự thay đổi khác đi. Thí dụ như ở sơ thiền thọ lạc mà nó đồng sanh với tầm tứ thì thọ đó còn thô. Ở nhị thiền thì cũng là thọ hỷ thọ lạc, nhưng mà hỷ lạc đó nó lại tương ương với tứ bỏ tầm, thì như vậy thọ này nó tinh tế hơn. Nhưng mà tiếp tục về cái loại thiền thứ tư đó, thì hễ khi mà thọ ở các tâm thiền, chẳng hạn như thọ lạc, tức là thọ hỷ ở trong tâm thiền dục giới, trong tâm tứ thiền, ở trong tâm ngũ, trong tâm tứ thiền, thì thọ này nó khác hơn những cái thọ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền ở chỗ là vì cái thọ lạc này là vô tầm vô tứ. Và nó không có đồng sanh với cái pháp hỷ bi tí. Nếu mà chúng ta phân tích ra như thế đó thì chúng ta sẽ có được một cái bài học dài để chúng ta nghiền ngẫm về những cái cảm thọ trong tâm mà nó sinh khởi có cái sự khác biệt. Không biết là khi mà chúng tôi nói như vậy đó thì quý vị có hiểu được hay không. Bây giờ chúng tôi có thí dụ như thế này, cũng đồng thời là vui, nhưng một người vui ở trong cái thú tiêu khiển đi chơi cờ bạc rượu chè vân vân, với một người mà họ có cái niềm vui khi mà họ làm nghề nghiệp và họ có được nhiều tiền, thì cái niềm vui đó nó khác với cái người mà cái niềm vui đi chơi bời cờ bạc đó. Rồi cái niềm vui ở trong lợi danh đó, cái niềm vui đó nó khác với cái niềm vui của một người an trú trong thiện pháp. Như một người có niềm vui an trú trong thiện pháp mà pháp dục giới đó, thì cái niềm vui đó không bằng cái niềm vui của thiền định.
Mà niềm vui của thiền định thì không bằng niềm vui của sự giải thoát. Nó có một cái mức độ khác khác nhau. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là hãy đâu đến cái tâm thọ hỷ là thọ hỷ, tâm nào cũng giống như tâm nào. Không phải vậy, nó khác biệt nhau. Thì đó là một vài điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị ở trong bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp những cái câu hỏi Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ cái trình trên tập tiểu siêu. Thưa quý Phật tử, trong những chương trình trước thì giáo trình thắng pháp có một phần giảng của chúng tôi là phần giảng trên tập tiểu siêu và sau đó là phần thảo luận. Nhưng mà hôm nay thì nó hơi khác hơn bởi vì bài học hơi dài. Chúng tôi không có phần thảo luận mà thay vào đó thì phần tiếp theo ở đây cũng là câu hỏi của chúng tôi đối với Thượng Tọa Tuệ Sư, nhưng mà không phải là hỏi trở lại cái gì đã được giảng, mà chúng tôi sẽ cùng với Thượng Tọa Tuệ Sư để vấn đáp về một số điểm liên quan tới cảm thọ và các thuộc tánh. Từ sáng tới giờ đó, từ nãy giờ đó, thì từ đầu lớp buổi học tới giờ đó, thì chúng tôi và Thượng Tọa Tuệ Sư nói về phần lớn là nói về cảm thọ đối với tâm, và bây giờ chúng tôi quay vào phần kế là phần thuộc tánh. Bạch Thượng Tọa Tuệ Sư, có nhiều người học đó hay lẫn lộn giữa cái một số điểm mà liên quan đến thuộc tánh và cảm thọ, thí dụ như là thuộc tánh hỷ và thọ hỷ. Thì Thượng Tọa Khoan Hỷ phân định rõ cái sự khác biệt giữa thọ hỷ và thuộc tánh hỷ, đồng thời phải chăng rằng tất cả những cái tâm nào có thuộc tánh hỷ đều là thọ hỷ, nhưng mà ngược lại là phải chăng rằng những tâm thọ hỷ không nhất thiết có thuộc tánh hỷ, có đúng như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Sư Khoan Hỷ trở lại với câu này. Kính thỉnh Thượng Tọa. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa quý vị, trước hết chúng ta nói chỗ khác nhau một chút như thế này. Giữa cái thổ tánh hỷ mà thuộc về thọ đó, thì đó là thọ quẩn quyền đến ác cảnh thá. Còn có thuộc tánh hỷ bi tí nó thuộc về hành quẩn, cho nên giữa hỷ thọ quẩn và hỷ hành quẩn đương nhiên là nó có sự sai khác nhau. Rồi tiếp đến, chúng ta lại nói đến cái trường hợp nào mà thọ hỷ. Có phải luôn luôn là thọ hỷ là đồng sanh với, tương ứng với hành quẩn hỷ? Không phải, thưa quý vị. Chúng ta nói đến thọ hỷ dục giới thì nó đồng sanh với vị trí.
là hỷ hành quẩn thì phải rồi. Nhưng mà cái trường hợp ở trong tâm thiền như chúng tôi nói khi nãy đó, thì có cái loại tâm gọi là chatuddha sanna, tức là tâm tứ thiền, thì nó hỷ nhưng mà nó thọ hỷ mà không có tương ưng với vị trí. Nó thọ hỷ nhưng không tương ưng với hành quẩn hỷ. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta đặt vấn đề là như vậy thì những cái tâm nào mà hữu hỷ sapitika thì những tâm đó rồi là tỏ hỷ phải chăng? Chúng ta nói phải. Thế mà cái hành quẩn hỷ nó có mặt ở trong tâm nào thì nó phải có mặt trong tâm thuộc về thọ hỷ, chắc chắn là như vậy. Thì như vậy trong cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tư Do Đẳng vừa nêu, thì chúng tôi xác định một điều là tâm hay là thụ tánh thụ về thọ hỷ nó khởi sanh ở đâu thì có phối hợp với hành quẩn hỷ vị trí. Cái này thì nó cũng dễ nhận ra chứ không phải là khó, nhưng mà khi người Phật tử chúng ta học thì chúng ta phải nhớ, chúng ta phải nhớ rõ. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng nói thêm một vấn đề khác về như thế này. Chúng ta nói đến thọ, ở trong sáu khía cạnh quan trọng thì thọ đó nó tương ưng, nó bất tương ưng với thọ, thọ tương bất tương ưng với thọ. Bởi vì những cái pháp chẳng hạn như là tâm, tâm thọ hỷ, thì như vậy tâm đó có nghĩa là có đồng sanh với pháp hỷ, có đồng sanh với thọ hỷ. Còn nếu thuộc tánh hỷ vi tí thì lúc nào nó cũng có tương ưng với thọ hỷ. Như vậy thì cái pháp và thọ hỷ hữu hỷ đó, thì đó là 51 tâm, 4 tâm dục giới, 4 tâm tham, bốn xin lỗi quý vị, là bốn tâm tham thọ hỷ. Rồi tâm vô nhân thọ hỷ thì nó chỉ có hai, tâm dục giới tình hảo thọ hỷ thì có đến
12 rồi cộng với 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, thì như vậy gọi là năm mươi bốn tâm hữu hỷ. Thì 51 tâm hữu hỷ sắp đi tí cá thì luôn luôn là nó đồng sanh với hỷ thọ. Trong khi đó thì những chữ pháp mà nó câu hành hỷ, câu hành thọ hỷ thì nó có 11 tâm tứ thiền là câu hành hỷ, nhưng mà không có tương ưng với vị trí, cái chỗ nó khác khác nhau như vậy. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Đại Đẳng vừa nêu. Xin kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao thú kính trưng thưa tòa thượng sư, bạch thưa tòa thượng sư, tại sao mà con này có nhiều phật tử họ sẽ thắc mắc là tại sao mà khi mà chúng ta nói rằng trong những cái thuộc tánh tịnh hảo thì có cái thuộc tánh gọi là hành xả, nhưng mà tất cả tâm tịnh hảo đều có thuộc tánh này, kể cả những tâm thọ hỷ và tâm thọ hỷ đều có thuộc, tâm tịnh hảo thọ hỷ đều có thuộc tánh hành xả. Xin thì tổ hoàng thị dạy cho điểm này kính thưa thượng tọa. Ở đây thưa quý vị, tại vì chúng ta dùng cái từ gọi là hành xả cái chữ xả đó nó lại trùng lập với, nó điệp ngữ với cái tiếng xả trong thọ xả, cho nên chúng ta mới có cái sự thắc mắc. Chứ cái chữ tatara machatata đó thì ở đây nó chỉ có nghĩa là chữ bachá là ở giữa, tatara có nghĩa là ở đấy, nghĩa là trong cái tâm ấy, trong cái tâm ấy, trong cái mức độ ấy. Cái hậu tố chữ ta ở phía sau thì có nghĩa là cái trạng thái như vậy. Cái thuộc tánh ta trong ta chúng ta gọi là trung hòa, thế nào là cái thuộc tánh trung hòa? Ở đây thưa quý vị, cái thuộc tánh này nó không có liên quan gì đến
nó không có liên quan gì đến thọ quẩn cả, đến thọ 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 hỷ. Mà cái tính tính cách của thủ tánh Trung Hòa này là nó làm cho quân bình các cái trạng thái, các cái thủ tánh khác. Chúng tôi không biết là ở nước ngoài đó, có xài cái máy ổ áp hay điện 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 áp hay không, chứ còn như ở Việt Nam, ở trong chùa thì thưa quý vị, bởi vì điện áp của cái công ty điện lực họ cung cấp cho mình thì nói là điện 220 V, nhưng thực tế thì nó chỉ có đôi khi nó chỉ có 190 V thôi, hoặc là 200 V thôi, chứ nó không đủ 220 đâu. Có khi là nó kéo xuống tệ hơn nữa, hoặc có khi nó cũng có những trường hợp nó lên cao quá, cao hơn 220. Thế thì bây giờ khi mà điện lúc cao lúc thấp, cái điện áp có lúc cao lúc thấp đó, chúng ta nhìn cái bóng đèn ở trong phòng đó, nó đang sáng lên một cái rồi nó trở lại bình thường, rồi nó lu, có những lúc nó bị lu mờ. Thì bây giờ người ta đặt cái ổ áp đó, là để làm cho quân bình, dầu cho điện áp ở bên ngoài đi vào cái ngõ đó cao hay là thấp, thì cái chức năng hay là cái phận sự của cái máy ổ áp đó, là nó kéo lại trung bình, cứ 220, 220, 220, nó không cao nhưng mà cũng không thấp. Điện áp bên ngoài cao hơn thì bắt đầu nó kéo xuống, mà ở bên ngoài và điện áp yếu quá, thấp dưới thì nó nâng lên, nâng cao lên. Như vậy thì mình xài cái máy, mình xài đèn hay là laptop chẳng hạn hay là vi tính, thì cái trường hợp này nó không bị hư máy. Thì ở đây cái tâm Trung Hòa, cái tâm sở hay là cái thuộc tánh Trung Hòa này, nó có cái chức năng cũng giống như là cái ổ áp. Bởi chính vì vậy mà các cái tâm tịnh hảo, Sopanacitta, những cái tâm tịnh hảo này, nó không có cái sự nông nổi bùng bột cũng giống như là tâm bất thiện. Tâm bất thiện vì có lúc của nó nặng nề, có lúc cao lúc thấp. Thì như vậy, nếu mà chúng ta định nghĩa được cái trạng thái của cái thuộc tính Tatrachitta, thì chúng ta cũng dễ hiểu khi mà nói đến cái tâm sở Trung Hòa này, nó lại phối hợp với những cái tâm thọ hỷ. Tại vì chúng ta dùng cái chữ Tatrachitta đó, chúng ta nói là cái tâm sở hành xả, cái thuộc tính hành xả. Rồi chúng ta thấy những xả đó mà nó đi với cái tâm thọ hỷ thì kỳ quá, xả mà đi chung với hỷ thì kỳ quá, tại sao vậy? Chúng ta phải thắc mắc. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa, cái chức năng của cái thuộc tánh Trung Hòa đó, thì chúng ta thấy rằng nó đi chung với tâm thọ hỷ, đâu sao không có chuyện gì xảy ra.
Bởi vì thế này, nếu mà hỷ bất thiện đó thì nó vui bồng bột, nhưng mà nhờ có tà trá mạch chà tà ta, cho nên hỷ ở trong cái tâm thiện đó, thì nó vui vừa chừng, nó vui vừa chừng. Cũng giống như bây giờ thì quý vị biết, khi mà chúng ta vui với cái tài sản lợi lộc thì cái vui đó nó sẽ đi đến cái chỗ cho mình khổ ải, mang họa. Bởi vì vị ngọt của các dục bao giờ cũng có cái vị đắng. Nhưng mà giờ có tất cả machatata thì nó làm cho cái niềm vui của thiện pháp đó, thì nó quân bình trở lại, nó quân bình trở lại, nó không có sốc nổi, không có bột. Và chính vì cái chỗ quân bình đó mà nó làm cho tâm trở nên an ổn hơn. Thì đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn trình bày, chúng tôi trình bày để chúng ta hiểu được những cái tâm tịnh hảo thọ hỷ đều có thể, đều có cái thuộc tánh ta trấn cho ta là trung hòa, là như vậy. Bây giờ thỉnh thượng tọa giao nắng trở lại. Nam mô Phật Thầy. Sa thú, kính trình Thượng tọa Thầy Sư. Mà Thượng tọa Thầy Sư cũng nói về thuộc tánh và cảm thọ đó, thì chúng ta thấy rằng tại sao trong tham thọ hỷ thì luôn luôn có thuộc tánh phóng dật hay là thuộc tánh dao động của si phần. Nhưng mà trong cái tâm si dao động hay tâm si phóng dật thì lại không thể nào có thọ hỷ được. Xin Thượng tọa Hoàng Hỷ giải về điểm này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái vấn đề mà cái tâm bất thiện dao động hay là phóng dật, thì cái chuyện phóng dật là cái chuyện khác, còn cái chuyện thọ hỷ hay là thọ xả là khác. Cho nên chúng ta không có thắc mắc, chúng ta không cần thắc mắc về cái vấn đề tại sao tâm tham thọ hỷ thì có tánh phóng dật, có thuộc tánh phóng dật, ở trong lúc tâm si phóng dật thì nó không bao giờ thọ hỷ. Tâm bất thiện thọ hỷ thì có phóng dật, nhưng mà tâm si phóng dật thì không bao giờ có thọ hỷ. Là bởi vì thế này, chúng ta chú ý ở chỗ là cái thuộc tánh phóng dật nó thuộc về bất thiện biến hành. Bất thiện biến hành là si vô tàu quý phóng dật. Mà hãy là bất thiện biến hành đó thì nó phối hợp trong tất cả các cái tâm bất thiện, dù là thọ hỷ
thọ xả của tâm tham, của tâm si, hay là thọ ưu của tâm sân, cũng có phóng dật. Bởi vì chính cái tâm này nó không có cái tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, vì rằng nó không có tathāgata, nó không có trung hòa được, cho nên nó hay bị phan duyên theo trần cảnh. Tức là đối tượng cảnh này hay cảnh kia, nó cứ phóng, nó không có cái gì nó kèm, nó không có gì nó kèm. Đi ở ngoài biển khơi đó, mà những cái tàu, một cái lường nhỏ đó, thì nó dễ bị sóng lắc lư con tàu, nó xô đẩy con tàu, có khi lên cao, có khi xuống thấp vậy đó. Nhưng mà đối với những cái con tàu, những con thuyền lớn, lớn cái mặt đáy ở dưới đó, thì nó làm cho nó chậm lại. Tức là khi mà thuyền, khi mà có sóng, có sóng to gió lớn, nhưng mà ở trên, người ngồi ở trên thuyền ấy, chúng ta cũng thấy rất là bình thường, là bởi vì nó đậm lại. Cũng như vậy, cái tâm bất thiện nó không có đậm được, tức là luôn luôn cái tâm nó bay nhảy, nó lắc lư, gọi là phóng dật của thân xác. Vì nó thiếu những cái thuộc tánh tịnh hảo, chẳng hạn như là tathāgata là cái thuộc tánh trung hòa, nó thiếu. Thì đó là chúng ta nói chuyện khác. Còn trở lại cái chuyện mà cái tâm thọ hỷ với cái tâm thọ xả, bất thiện thì đã nói rằng cái thuộc tánh phóng dật, tâm si phóng dật, tâm sở phóng dật của thầy chá Chetasika, tâm sở phóng dật nó là cái tâm sở hành. Do đó cho nên cái tâm bất thiện, dầu cho thọ hỷ thọ xả gì thì nó cũng là bất thiện, thì do đó cho nên có phóng dật. Thì đương nhiên hễ mà tham thọ hỷ thì cũng phóng dật, mà tham thọ xả cũng phóng dật, sân thọ ưu cũng phóng dật, mà si nó cũng phóng dật. Bản chất là gì? Cũng nói thêm cho quý vị nghe như thế này nè. Sở dĩ mà gọi là si phóng dật đó, thực ra trong 11 tâm phóng dật có cái, trong 12 cái tâm si, trong 12 cái tâm bất thiện, trong 12 cái tâm bất thiện, thì cái tâm bất thiện mà nó nhẹ thể nhất là cái tâm bất thiện. Nó không có cái gì để nói ngoại trừ bốn cái bất thiện là si vô tạng, quý phóng dật. Cho nên bây giờ lấy cái chữ phóng dật đó mà gọi nó là cái tên gọi là tâm si phóng dật, chứ không phải chỉ riêng mình đó mới là si phóng dật. Tâm tham chúng ta cũng gọi là tâm tham phóng dật được, bởi vì nó vẫn có thuộc tánh phóng dật. Tâm sân phóng dật cũng được, bởi vì nó có thuộc tánh phóng dật. Tâm si và nghi phóng dật cũng được, bởi vì ngoài cái tâm sở hoài nghi ra thì nó còn có sở phóng dật.
Còn riêng về cái tâm si thứ hai đó, thì vì rằng rằng nó không có cái gì nổi bật, cho nên lấy cái phóng vật ở trong bất thiện biến hành ra để mà đặt tên cho nó, chứ nó không phải là nó không phải là tốt lành gì, nó không phải là độc lập gì, nó không phải là biệt lập gì. Cũng như có người họ nghe nói đến cái tâm tham, tâm sân, tâm si, họ nói tâm tham là nặng nề, tâm sân là nặng nề, nhưng mà họ học quy dụ pháp á, thì nghe nói đến hai tâm si thì nó yếu đuối, nó bụi lược. Cái họ có thắc mắc, nghe nói si là vô minh, rồi tại sao trong tăng pháp nói tâm si là bụi lược? Ở đây thưa quý vị, vô minh đó tức là si thuộc tánh si, mà thuộc tánh si thì có mặt cùng khắp ở trong 12 tâm bất thiện. Nhưng mà thuộc tánh si mà nó đi với thuộc, nó đi với căn tham, căn si mà đi với căn tham thì gọi là tâm tham, lấy cái tham đó bị nó riêng lẻ. Rồi tâm si thuộc tánh si mà đi với căn sân á, thì gọi là sân. Nhưng mà bây giờ có một cái trạng thái tâm bất thiện là hoài nghi với phóng vật, thì ngoài nhân si ra không còn cái nhân nào hết, không còn nhân tương ưng tham sân nào hết. Do đó cho nên mới gọi nó là tâm si. Chứ thật sự ra thì nó quá yếu, nó yếu đuối lắm. Ở đây chúng tôi cũng nói thêm để cho quý vị hiểu cái câu hỏi mà Thượng Tọa Gia Đảm vừa nêu, là tại sao tâm tham thọ hỷ có phúc vật, mà tâm si thọ xả, tâm si phúc vật lại không có thọ hỷ. Ở đây thưa quý vị, cái trường hợp đó quý vị nghe, quý vị có cái cảm giác như một cái câu hỏi hai chiều, thì nó là khó nuốt, khó trả lời. Nhưng mà thật ra khi phân tích thì chúng ta thấy cái câu hỏi đó là câu hỏi chỉ trình bày để cho chúng ta lưu ý vậy thôi, chứ không có cái gì khó. Bởi vì ngoài cái thuộc tánh phóng vật ra đó, thì nó không còn cái thuộc tánh nào khác, cho nên mới gọi là si phóng vật. Chứ tâm tham cũng phóng vật, mà tâm sân cũng phóng vật, chứ đâu phải chỉ riêng có tâm si. Tâm si mới là si phóng vật. Hoài nghi, si hoài nghi cũng là phóng vật. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi Thượng Tọa Gia Đảm về Nam Mô Bổn Thầy. Sân. Chứ câu hỏi này nó ngoài đề thì nó không phải là nó ngoài đề, nhưng mà nó nằm ở trong bài học ngày hôm nay thì nó cũng có một hỏi sư tổ từ siêu là tại sao mà ngài chỉnh sự xin lỗi quý vị Phật tử, là câu hỏi này nó hơi nghi ngô một chút, nhưng mà đại khái là nó cũng là một điều mà mong quý vị Phật tử suy nghĩ. Và sư tổ từ siêu sư tổ quan thì giải thích là tại sao ngài chỉnh sự khi mà ngày lập cái bản nêu chi pháp á, thì thật ra khi mình nói đến tâm mình có nhiều thứ để nói lắm. Thí dụ như tâm thì có pháp thiện và bất thiện, vô ký hay là pháp vô nhân, tịnh hảo, vân vân. Nhưng mà khi ngày tô màu á, thì ngày đặc biệt ngày tô theo cảm thọ, ví dụ khổ lạc ưu hỷ xã. Tại sao khi mà tâm với thuần tánh thì ngày lại tô theo cái cảm thọ, thì đó nghĩ cho biết một vài cái cảm nhận của Thượng Tọa về điểm này. Kính thưa Thượng Tọa.
Kính bạch chưa tôn đức, kính thưa quý vị, nó có hai lý do. Cái lý do thứ nhất là vì tâm phải tô màu, vẽ bản điêu phải tô màu lên. Nhưng mà nếu mà tô, nếu mà tô một màu, 121 tâm mà tô một màu thì như vậy nó không có ý nghĩa gì hết, nó không có nói lên được cái điều gì hết. Mà bây giờ nếu mà tô những cái màu khác là tô màu gì đây? Thì ở đây thưa quý vị, ngài mới nghĩ đến là tô màu theo cảm thọ. Khi mà nhìn vào là chúng ta có thể mường tượng ra được cái tâm đó nó đi với cái gì, nó đi với pháp nào, nó cũng giúp cho chúng ta nhiều lắm. Thí dụ như nói cái tâm nào mà sơn màu xanh là thọ xả, thì chúng ta nhìn qua cái tâm sở tự tha mà chúng ta thấy có tâm sở hỷ, thì chúng ta biết tâm sở hỷ, hỷ màu đỏ thì nó không bao giờ nó phối hợp với tâm thọ xả được. Cái điều thứ hai đó, ngày tô màu là ngày dựa vào cái tên của nó, cái tên của mỗi thứ tâm. Thí dụ như chúng ta nói tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà ly vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, rồi tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ ly tà hữu trợ. Thì như vậy khi mà chúng ta đọc tên á, thì chúng ta thấy cứ là bốn tâm thông đầu, bốn tâm tham thọ hỷ thọ hỷ thọ hỷ hợp tà, hai cái hợp tà hai cái ly tà, rồi thọ xả hai cái hợp tà hai cái ly tà, thì cái tâm tham thọ hỷ thọ hỷ thọ xả thì bây giờ khi mà tô màu á, thì để dễ nhớ mà chỉ cần nhớ, bởi vì nó có ba giai đoạn thọ hỷ hợp tà và ly tà rồi vô trợ hữu trợ, thì nó có tới ba chặng. Bây giờ nếu mà ngày tô màu để cho thấy màu đỏ, bốn tâm tham đầu là tội màu đỏ, thì chúng ta khỏi cần phải học, khỏi cần phải học thuộc lòng hay là cần phải nhớ, chỉ nhìn bản điêu chúng ta thấy màu đỏ là cho chúng ta biết bốn tâm tham là tâm tham thọ hỷ rồi. Rồi bốn tâm tham mà màu xanh đó thì chúng ta biết thọ xả, chúng ta chỉ cần học hai phương diện là hợp tà ly tà vô trợ hỗ trợ thôi. Cho nên ở đây đó, cái tâm mà ngày tô màu là ngày dựa cái tên gọi của tâm. Khi mà chúng ta nắm được cái chỗ đó đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái việc mà tô màu theo, tô màu cho tâm nó cũng có lợi ích siêu quý. Thì đó là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thứ tư của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trình sự thật thầy sư.
Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đã học xong bài nói về một cái khía cạnh của tâm thức là thọ Vedana. Đây là một đề tài lớn. Khi mà chúng ta học thắng pháp, chúng ta nhớ như vậy là khi mình học một bài nào không có nghĩa là mình đã học xong bài đó, mà là chúng ta đã nói hết rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại về thọ trong nhiều cái bài khác nhau. Riêng về ngày mai này thì chúng ta sẽ tiếp tục qua phần về hê tú về nhân, cũng là một bài, xin lỗi quý vị, tuần chủ nhật này đó mình học về nhân cũng là một cái đề tài rất là quan trọng đó. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư Tôn Đức đã vào trung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mạnh giảng giải Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy, con kính tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu.